Indo nó đang có cái sự ngạo mạn nhất định đối với Việt Nam và đang bị kích đòn tâm lý. Tôi hy vọng là Việt Nam chúng ta ăn một không, chấm nhất một không. Nhưng mà các bạn nên nhớ là nhập tịch chính toàn nhập tịch cái cầu thủ nó kiểu trình độ đẳng cấp thấp thôi, chứ những cầu thủ đẳng cấp cao lắm giờ nó nhập tịch là cũng chút. Chuẩn bị bóng đá Việt Nam gặp Indo, anh có bình luận gì không? Nói chung là trận gặp Indo này thì tôi hy vọng là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ chân cứng đa mềm, đá trên sân khách cũng là một trận đấu rất là khó khăn. Thế rồi hiện nay đấy thì thực sự mà nói thì hơi đáng lo cho đội tuyển Việt Nam, đấy là phong độ các cầu thủ đang có nhiều vấn đề. Các cựu binh thì đang xuống phong độ, trong khi các cầu thủ trẻ thì này chưa chứng minh được bản thân. Đấy, hàng hậu vệ của chúng ta đấy thì hiện nay đang ở trong cái mức độ phải nói là chắc phải. Đáng lẽ là ví dụ như cầu thủ Hồ Tấn Tài ấy, thì có thể là sẽ phải xếp sang thi đấu cho cái vị trí hậu vệ cánh trái, nhưng mà bây giờ kéo về đá trung vệ. Mà cầu thủ này nếu nói đá trung vệ thì không không, không yên tâm. Đấy. Thế rồi trên hàng tiền vệ thì Hùng Dũng dạo gần đây đang suy giảm phong độ, Hoàng Đức cũng gặp nhiều vấn đề. Thế rồi trong khi đó thì Tuấn Anh thì vừa chấn thương rồi cũng chưa chứng minh được giá trị bản thân, hay là cầu thủ một cái cầu thủ Phạm Thành Long đấy hiện nay được chu xê rất là ưu ái thì chưa chứng minh được nhiều. Hàng tiền đạo thì lại càng đáng lo hơn khi mà Tiến Linh lâu lắm rồi giờ Tiến Linh mới quay trở lại vị trí, trong khi đó các đối tác của anh ấy dạo trên hàng tiền đạo như là Văn Toàn hay Công Phượng đang đang cũng là một cái gánh nặng nhỉ. Nhưng mà thôi, cố gắng đội tuyển Việt Nam hy vọng rằng là chúng ta sẽ chiến đấu bằng cái thứ bản lĩnh của một cái đội bóng của đẳng cấp, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có kết quả tốt ở trên sân vận động của Indonesia. Đối với Indonesia trận này nếu như mà không thắng Việt Nam trong trận này thì có lẽ là Indonesia sẽ không có cái cơ hội để thắng Việt Nam, bởi vì đây là lúc mà có lẽ là đội tuyển Việt Nam mà đang yếu nhất. Thì đấy, quả thật nói với các bạn, nếu mà thực sự đội tuyển Việt Nam lần này đội tuyển yếu nhất. Ông vừa ngoại rồi còn gì nữa, thế thì chắc suất thi đấu sẽ là Đình Bắc rồi là rồi sẽ là Tiến Linh, còn Văn Toàn thì chắc có lẽ là cũng phải phút thứ 60 mới được vào để quấy đảo, chứ còn hình như Văn Toàn cũng không ông nào nhắc nhở đá thì phải có ý thức chiến thuật chứ, mẹ tiền đạo thì phải phải ở trên chứ, để mà chạy chỗ cứ chạy về phòng ngự làm đéo nhiều, chạy loạn lên, không đến lúc cần ông thì cấm, thấy ông ở đâu kìa, toàn thấy những pha bứt tốc vô thưởng vô phạt nhưng không ai nhắc nhở Văn Văn Toàn. Thay đổi lối đá đi, vung sức những lúc quan trọng thôi, phải học Inzaghi đấy. Cứ rình rình dập dập phá bay lượt vị xuống dứt điểm, có như thế thì mới thành công. Cái đằng này lúc như thấy ở trên lúc thấy dưới, trong khi lúc pha tấn công thì chả thấy mặt mũi ông ở đâu kìa, chán Văn Toàn. Nữa Công Phượng giờ vỡ đòn hết rồi anh, đá không có gión như Văn Toàn, có lẽ vậy. Tuấn Anh thì đá đi đá lại thì cũng độc cầm bóng xong là thoát phép sinh, xong độc chuyền về, chả thấy có những pha chuyền lên. Thần tượng Luka Modric mà đá chả hiểu Luka Modric, kiểu Luka Modric nào làm sao đá lúc nào cũng chuyền lên, chỉ có chạy lên không có chạy về, có ăn kêu gì thì chuyền lên, ai bây giờ đá lại toàn đi chuyền ngang chuyền về. Nói chung là trận tới này hy vọng rằng Việt Nam sẽ tôi vẫn đặt niềm tin Việt Nam cũng vẫn phải ăn Indo 1-0, và Indo nó đang có cái sự ngạo mạn nhất định đối với Việt Nam và đang bị kích đòn tâm lý. Tôi hy vọng là Việt Nam chúng ta ăn 1-0, chấp nhận 1-0. Indo nhập tịch Hà Lan nhiều quá, ngày xưa là thuộc địa của Hà Lan mà, khác gì Việt Nam nhập tịch cầu thủ Pháp đâu, thắng cũng chẳng có gì vui. Nói chung là Indo thì bây giờ họ đang bị cay với câu chuyện của Duy Mạnh đấy. Duy Mạnh đã tuyên bố nó không biết nó đá Indo hay đá rồi Hà Lan từ nhỏ nữa, thế là bên phía Indo đang cay cú rồi đấy, cay cú rồi là dễ sinh ra mắc sai lầm ấy. Cái đội nhập tịch này lúc có đá hay, nó rất hay, nhưng mà lúc bị ức chế ấy, nó cũng rất vô tổ chức vô kỷ luật, nên chúng ta phải nắm được cái điểm đấy của nó để mà đánh nó. Nhưng mà các bạn nên nhớ là nhập tịch chính toàn nhập tịch cái cầu thủ nó kiểu trình độ đẳng cấp thấp thôi, chứ những cầu thủ đẳng cấp cao đó giờ nó nhập tịch về vùng trũng, cho nên là không không đáng sợ.